Cùng với việc phòng chống dịch COVID-19 thì việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tăng cường giải ngân nguồn vốn đầu tư công để kích thích sản xuất phát triển là một nhiệm vụ quan trọng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, một số công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Đối với dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song đơn vị thi công vẫn tập trung thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thực hiện được hơn 80% khối lượng trên tổng nguồn vốn của dự án là 437 tỷ đồng. Nhìn chung tiến độ đảm bảo yêu cầu, trừ một số đoạn điều chỉnh và vướng mắc giải phóng mặt bằng của nút giao Triều Dương huyện Tiên Lữ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công khu vực cửa khẩu Dốc Đá tại thành phố Hưng Yên. Cần chú ý mái cửa khẩu khi hoàn chỉnh thiết kế phải tham khảo ý kiến ngành văn hóa thể thao và du lịch, đặc biệt chú ý đến yếu tố mỹ quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bổ sung thêm hệ thống thoát nước và chiếu sáng ở nút giao Triều Dương, đồng thời khẳng định dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương sở tại, phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà thầu thi công xong toàn tuyến trong tháng 5 năm nay. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công phải hoàn thiện xong trong tháng 9 năm nay, nếu không sẽ chuyển nguồn cho các dự án khác. Ngành nông nghiệp cần sớm tham mưu cho tỉnh, trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư kinh phí sửa chữa khắc phục lại các đoạn sạt lở kè Mai Xá huyện Tiên Lữ và kè Phi Liệt huyện Văn Giang trước mùa mưa bão năm nay. Các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai xây cống Triều Dương cũng như giai đoạn 2 dự án cải tạo đê tả sông Hồng và sông Luộc. Đối với sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương phải tăng cường dự báo, dự tính và khuyến cáo người dân chủ động phun trừ sâu bệnh trên lúa và các loại cây ăn quả như nhãn, vải, cam, tập trung phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thực hiện chống dịch như chống giặc, mà trong kháng chiến chống Pháp ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc thành công, trong chống Mỹ ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, lại chi viện và giành thắng lợi ở miền Nam. Vì vậy, làm sao vừa phòng chống dịch COVID-19 nhưng không để ảnh hưởng đến lĩnh vực khác, vẫn phải duy trì đảm bảo sản xuất thắng lợi.